Nước là một thành phần vô cùng quan trọng trong cơ thể con người, giúp duy trì sức khỏe của mỗi người. Và để thay đổi nguồn nước, Vietface TV xin giới thiệu máy lọc nước điện giải Kangen, một sản phẩm tuyệt vời từ Nhật Bản, giúp tăng cường sức khỏe, cân bằng trạng thái cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, gia tăng tuổi thọ, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp đường ruột sạch hơn và hoạt động tốt hơn. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Phương Ngô qua số 0422 327 580. Hân hạnh giới thiệu shop thời trang Bonnie Kids, chuyên trang phục trẻ em cao cấp nhập khẩu từ thương hiệu LMP nổi tiếng của Hàn Quốc, lần đầu tiên có mặt tại Capramatta, với giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng, đủ kích cỡ từ trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên. Quý khách có thể đến mua hàng trực tiếp tại số 86 John Street, Capramatta 2166. Đối với khách hàng ở xa, quý vị có thể đặt mua qua trang web của chúng tôi. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc trên qua số 0425 434 868. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài Vietface TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Vietface TV, sinh hoạt chính trị quốc tế là nguồn tin quan trọng trong nhiều ngày qua. Sau hội nghị COP27 về biến đổi khí hậu, thì vào cuối tuần qua, hội nghị thượng đỉnh Đông Á đã diễn ra tại Phnom Penh và kể từ hôm nay, hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ bắt đầu tại Bali, sau đó là hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thái Lan. Thủ tướng Albanese tham dự 3 trong số 4 hội nghị thượng đỉnh này và vào hôm nay thứ hai, giới truyền thông vẫn đang chờ đợi một cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Albanese và Chủ tịch Tập Cận Bình. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Vietface TV. Bang giao quốc tế, hội nghị thượng đỉnh Đông Á, gặp gỡ ngắn giữa Thủ tướng Albanese và Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Phnom Penh. Hội nghị thượng đỉnh Đông Á giữa thành viên của 10 nước trong tổ chức ASEAN cộng thêm 8 đối tác khác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc Châu, New Zealand, Ấn Độ, Liên bang Nga và Hoa Kỳ đã khai mạc tại Phnom Penh với sự chủ tọa của Thủ tướng Hun Sen trong tư cách là chủ tịch luân phiên của tổ chức ASEAN. Thủ tướng Lý Khắc Cường đại diện cho Trung Quốc tham dự hội nghị này, trong khi phái đoàn Mỹ là do Tổng thống Joe Biden lãnh đạo. Tại hội nghị thượng đỉnh này, phái đoàn Úc và Trung Quốc đã không có cuộc hội kiến song phương chính thức, nhưng Thủ tướng Albanese và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gặp gỡ nhau tại một dạ tiệc. Theo nguồn tin Reuters, thì cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Thủ tướng Úc và Thủ tướng Trung Quốc được đánh giá là tích cực, theo lời mô tả của Thủ tướng Albanese. Ông Albanese cũng nói rằng cuộc trò chuyện ngắn ngủi này là một điều tốt và mục đích tối hậu của ông Albanese là một cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Albanese và Tổng bí thư Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali diễn ra trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 11, tức là ngày mai thứ ba và ngày mốt thứ tư. Vào thời điểm sáng thứ hai hôm nay, cuộc hội kiến cấp cao này vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, tại Phnom Penh, ông Albanese nói rằng Trung Quốc nên bãi bỏ các biện pháp chế tài Úc Châu về mặt thương mại trị giá khoảng 200 tỷ đô la để quan hệ song phương giữa hai nước được cải thiện. Lần sau cùng mà cuộc hội kiến cấp cao này đã xảy ra là vào năm 2016 giữa Thủ tướng Úc lúc bấy giờ là ông Malcolm Turnbull và Chủ tịch Tập Cận Bình. Bang giao quốc tế, quan hệ Mỹ-ASEAN quan trọng nhất trong thời đại này, Tổng thống Joe Biden. Tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á vừa diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, còn có nhiều hội nghị song phương giữa tổ chức ASEAN và lãnh tụ các nước bao gồm cả song phương giữa ASEAN và Hoa Kỳ. Vào cuối tuần, Tổng thống Biden đã ca ngợi thỏa hiệp mới giữa Mỹ và ASEAN như là một bước tiến vô cùng quan trọng để góp phần giải quyết các vấn đề lớn của thời đại hiện nay. Đây là lần đầu tiên mà ông Joe Biden đã thăm viếng vùng Đông Á với tư cách là Tổng thống Mỹ, và ông Biden mô tả vùng này như là trọng tâm của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, là nơi mà Washington cam kết sử dụng nguồn tài nguyên, chứ không phải chỉ là lời nói, chiếu theo một thỏa hiệp mới gọi là thỏa hiệp chiến lược toàn diện, tức là Comprehensive Strategic Partnership. Tổng thống Biden nói rằng qua thỏa hiệp này, các thành viên sẽ hợp tác trong vấn đề thay đổi khí hậu, an toàn y tế, đối phó với những thử thách với trật tự thế giới đặt trên cơ sở pháp quyền. Cũng theo lời Tổng thống Mỹ thì các đối tác sẽ xây dựng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do rộng mở, ổn định và thịnh vượng. Tổ chức ASEAN trong hội nghị thượng đỉnh này cũng đã có nhiều cuộc thảo luận song phương với các lãnh tụ thế giới, kể cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, Thủ tướng Úc Albanese và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Trong khi đó thì Trung Quốc và ASEAN đã nâng cao quan hệ giữa hai bên lên mức đối tác chiến lược toàn diện hồi năm ngoái, tức là một năm trước Hoa Kỳ. Bang giao quốc tế, hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Thủ tướng Albanese mời Tổng thống Joe Biden đọc diễn văn tại Quốc hội Canberra.
Thủ tướng Albanese đã tiếp kiến Tổng thống Joe Biden và trong cuộc hội kiến kéo dài khoảng 40 phút này, ông Albanese đã mời Tổng thống Biden đọc diễn văn tại Lưỡng viện Quốc hội Úc ở Canberra trong năm 2023 khi hội nghị thượng đỉnh của nhóm tứ cường The Quad được tổ chức tại Úc. Việc gặp nhau trong 40 phút là thời gian rất dài vì Tổng thống Mỹ thường rất bận rộn tại những hội nghị thượng đỉnh như thế này. Thủ tướng Albanese nói rằng Tổng thống Biden và ông đã thảo luận về an ninh khu vực, về vấn đề Ukraine, về nguồn cung ứng cũng như hậu quả của các diễn tiến toàn cầu đang ảnh hưởng tiêu cực về các nguồn cung ứng. Hai vị cũng đã thảo luận về phương họp thượng đỉnh của The Quad vào năm tới mà nước Úc sẽ chủ trì. Nhân dịp này, ông Albanese cũng đã mời Tổng thống Joe Biden đọc diễn văn tại Lưỡng viện Quốc hội ở Canberra. Trong quá khứ, các vị tổng thống tiền nhiệm, kể cả tổng thống George W. Bush cũng như tổng thống Barack Obama và ngay cả chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như cố thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đều là những lãnh tụ nước ngoài đã được mời đọc diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội tại Canberra. Trong khi đó, thì tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á, ông Albanese chỉ có thể trò chuyện ngắn với thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại một dạ tiệc. Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đặt lời mời Tổng thống Biden thăm Việt Nam. Ông Biden trên căn bản đã đồng ý, nhưng thời điểm sẽ được quyết định sau. Những ưu tiên tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á, lãnh đạo ASEAN và các đối tác đánh giá cao vai trò của hội nghị với tư cách là diễn đàn của các lãnh đạo đối thoại về các vấn đề chiến lược, đảm bảo hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng ở khu vực. Các lãnh đạo các quốc gia tham dự hội nghị cũng nhấn mạnh cần hoàn tất soạn thảo kế hoạch hành động trong giai đoạn tiếp theo 2023-2027 phù hợp với tình hình mới, tập trung ưu tiên cho các nỗ lực phục hồi, phát triển xanh và bền vững. Các nước nhất trí tăng cường phối hợp thúc đẩy phục hồi toàn diện, nhất là nâng cao năng lực tự cường y tế, phục hồi kinh tế, đẩy mạnh giao thương, ổn định chuỗi cung ứng và sản xuất, đồng thời mở rộng hợp tác chuyển đổi số và các lĩnh vực liên quan phát triển bền vững. Các nước đề cao trách nhiệm đảm bảo hòa bình, ổn định ở Biển Đông, không làm gia tăng căng thẳng và phức tạp tình hình, không quân sự hóa, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982, kêu gọi ASEAN và Trung Quốc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ứng xử giữa các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, cũng như xây dựng bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Ngay sau hội nghị cấp cao X17, lãnh đạo các nước đã tham dự lễ bế mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan và lễ chuyển giao chủ tịch ASEAN từ Campuchia sang Indonesia. Bang giao quốc tế, hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu COP27 đã qua nửa chặng đường và các vấn đề quan tâm. Hội nghị thượng đỉnh COP27 đã bắt đầu tại Ai Cập vào ngày 6 tháng 11 vừa qua và sẽ chấm dứt vào thứ tư tuần này, 16 tháng 11. Bởi lý do là trong tháng 11 này đã có một chuỗi 4 hội nghị quốc tế quan trọng, nên nhiều lãnh tụ thế giới đã không thể tham dự hội nghị COP27 này, kể cả Thủ tướng Albanese và phái đoàn Úc do Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen dẫn đầu. Trong khi đó, đại diện Hoa Kỳ là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và đặc phái viên John Kerry, nguyên là Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ Barack Obama. Tuy vậy, hội nghị COP27 cũng đã kêu gọi lãnh tụ thế giới có nhiều nỗ lực hơn để giảm khí thải nhà kính và trợ giúp các nước nghèo để đối phó với tình trạng hâm nóng toàn cầu. Các nhà khoa học nói rằng số lượng khí thải nhà kính CO2 cần phải giảm 50% vào năm 2030 thì mục tiêu của Thỏa hiệp Paris 2015 gọi là COP21 mới có thể đạt được. Thỏa hiệp Paris 2015 đặt ra mục tiêu hâm nóng toàn cầu vào cuối thế kỷ là 1.5 độ C. Trong khi đó, thì một nhóm các quốc gia đang phát triển, kể cả những quốc gia sản xuất dầu hỏa và khí đốt, thì đang chống lại mục tiêu 1.5 độ C này. Thực tế của vấn đề hiện nay là bất cứ thỏa hiệp nào mà không có sự đồng ý của Mỹ và Trung Quốc thì thỏa hiệp ấy khó đạt được. Ngoài ra, một vấn đề khó giải quyết khác là sự tài trợ của các nước giàu cho các nước nghèo. Ông John Kerry nói rằng Hoa Kỳ hy vọng là hội nghị COP27 có thể đạt được đồng thuận về vấn đề ngân quỹ trợ cấp cho các nước đang phát triển. Tuy nhiên, Mỹ và các nước khác đều coi các khoản tài trợ này không phải là một hình thức bồi hoàn của các nước giàu cho các nước nghèo. Trên thế giới hiện nay, ba cường quốc dẫn đầu số lượng khí thải nhà kính CO2 là Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20, hội kiến Joe Biden, Tập Cận Bình tại Bali. Trong khi một cuộc hội kiến giữa ông Albanese và ông Tập Cận Bình chưa biết có xảy ra hay không, thì một cuộc hội kiến giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào ngày hôm nay, 14 tháng 11, nhân dịp hai lãnh tụ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại Bali. Đây là lần đầu tiên mà lãnh tụ hai nước sẽ có cơ hội gặp gỡ nhau mặt đối mặt sau khi đã có 5 lần thảo luận qua trang mạng kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm 2020. Tổng thống Joe Biden đã đến Bali với một tư thế được cải thiện nhờ vào sự chiến thắng của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện.
Tổng thống Biden nói rằng ông biết ông Tập Cận Bình khá rõ vì đã gặp gỡ ông Tập Cận Bình nhiều hơn bất cứ lãnh tụ nào khác, và do đó ông Biden nói rằng ông sẽ thẳng thắn đối thoại với ông Tập Cận Bình vì hai bên đã quá hiểu nhau nên không thể có một tính toán sai lầm. Các vấn đề mà hai lãnh tụ thảo luận sẽ bao gồm vấn đề Đài Loan, cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine và các cuộc thử nghiệm vũ khí của Bắc Triều Tiên. Ngoài ra còn có vấn đề Hồng Kông và căng thẳng tại Biển Đông, cũng như việc hạn chế xuất cảng các công nghệ cao từ Mỹ và vấn đề bảo vệ tác quyền. Cuộc hội kiến này quan trọng nhưng có lẽ sẽ không đem lại kết quả cụ thể, và do đó hai lãnh tụ có lẽ sẽ không phổ biến thông cáo chung. Chính trị nước Mỹ, bầu cử giữa nhiệm kỳ, Đảng Dân Chủ giữ được đa số tại Thượng viện. 5 ngày sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kết thúc thì kết quả tại tiểu bang chiến trường Nevada đã xác nhận sự kiện mà Tổng thống Joe Biden chờ đợi, đó là kết quả của cuộc bỏ phiếu chọn một nghị sĩ tại Nevada cho thấy nghị sĩ Đảng Dân Chủ bà Cortez Masto đã đánh bại ứng cử viên đối thủ của Đảng Cộng Hòa và do đó nâng số ghế của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện lên mức 50 người. Trong khi Đảng Cộng Hòa vào thời điểm này chỉ có 49 ghế và cho đến thời điểm này vẫn còn một đơn vị chưa ngã ngũ là tại tiểu bang Georgia. Với sự chiến thắng của Đảng Dân Chủ tại Nevada thì cuộc đua tại Georgia không còn quan trọng, vì nếu Đảng Dân Chủ chiến thắng tại tiểu bang Georgia thì Đảng Dân Chủ sẽ có 51 ghế tại Thượng viện, nhưng nếu Đảng Dân Chủ thất bại tại Georgia thì Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa sẽ cùng có 50 ghế tại Thượng viện. Trong bối cảnh này thì lá phiếu của Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ trở thành lá phiếu quyết định, hay nói cách khác là Đảng Dân Chủ cho đến thời điểm này đã có đa số tại Thượng viện. Chiến thắng này sẽ giúp Tổng thống Biden thực hiện các chương trình nghị sự trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ một cách dễ dàng hơn. Kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này đã không xảy ra như dự phóng của các chuyên gia của Đảng Cộng Hòa và cựu Tổng thống Donald Trump vì một làn sóng đỏ mà họ chờ đợi đã không xảy ra. Tại Hạ viện vào thời điểm này, Đảng Dân Chủ đang có 210 dân biểu, tức là thấp hơn so với Đảng Cộng Hòa, nhưng Đảng Cộng Hòa vẫn chưa đạt được con số màu nhiệm là 218 dân biểu trong tổng số 435 dân biểu để có đa số tại Hạ viện. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.